Thành phố mở cửa là niềm vui, nhưng song song đó đang có hàng triệu người ở nhà sau thời gian dài giãn cách, có những lo âu khi quay lại sống trong trạng thái mới như không tìm kiếm được công việc như ý, những khoản nợ tài chính tăng dần, các mối quan hệ xã hội duy trì khó khăn, nỗi lo dịch bệnh vẫn còn đó, hay thậm chí lo lắng khó thích nghi tại công sở sau 4 tháng làm việc tại nhà. Bước ra đường thì mọi người dân cũng đổ ra nhiều hơn. Có thể đó là tâm lý chung của mọi người sau khi giãn cách, thì họ muốn ra đường để ngắm nhìn đường phố. Mình cũng muốn ra đường, muốn đi làm, nhưng mà mình cũng có một chút băn khoăn. Mình cũng bị sợ bị nhiễm bệnh, bởi vì hiện tại thì cái số ca nhiễm nó vẫn còn nhiều á. Không riêng nỗi sợ chung vì sẽ có nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn, mà xen lẫn đó là tâm lý sợ bị kỳ thị giữa cộng đồng. Có quyền suy nghĩ người ta như thế này, thế nọ thì người ta cũng có quyền suy nghĩ lại mình. Trong đó, những tình nguyện viên tham gia chống dịch đang vấp phải sự kỳ thị này dẫn đến yếu tố tâm lý bị tổn thương sau khi hòa nhập lại. Nhận được những cái ánh mắt và những cái lời nói khi mà gặp mình là không có thích, bởi vì sợ rằng là mình là cái mầm bệnh và cái mầm móng để gây bệnh, lây bệnh cho những người nhà của họ. Thì vấn đề này thì em cũng hơi buồn. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân dẫn đến những tâm lý trên bắt nguồn từ sự dai dẳng lo âu, những mối lo sợ bủa vây như tâm lý sợ nhiễm bệnh dù đã tiêm vaccine hay tái nhiễm sau khi là F0, khiến cho nhiều người càng trở nên thu mình lại. Từ những tâm lý lo sợ sẽ dẫn đến tâm thế e ngại khi hòa nhập trở lại. Việc chuẩn bị một tâm thế vững vàng là điều cần thiết cho mỗi cá nhân và theo các chuyên gia, sự lắng nghe là điều tất yếu hiện tại. Khi mình hòa nhập á, thì cái lắng nghe của mình á, nó phải chính xác. Mình đừng có hoảng loạn, bởi vì cái số ca bệnh mới á, sau khi hòa nhập nó không quan trọng bằng cái số ca nặng. Mình phải để ý cái đó, mình theo dõi có để mình trầm tĩnh lại. Cái thứ hai mà khi mình hòa nhập á, mình không may trở thành F0 á, thì phải hết sức bình tĩnh, bởi vì sau khi hòa nhập chắc chắn là cái đội ngũ hỗ trợ cộng đồng á, rất là mạnh, tại mình có đủ túi thuốc và sắp tới cũng có thể là hỗ trợ thêm về hướng dẫn dinh dưỡng và tâm lý. Bác sĩ Khanh cho rằng tiếp nhận năng lượng tích cực từ những thông tin tích cực mỗi ngày, duy trì lối sống lành mạnh cũng là tiền đề tái tạo lại một tâm thế vững vàng khi hòa nhập. Bên cạnh đó, minh chứng lớn nhất cho sự cảm thông và yêu thương của gia đình trong lúc này là cùng thực hành lối sống tiết kiệm để áp lực về tài chính không đổ dồn lên vai một thành viên cụ thể, phần nào sẽ giúp giảm tải những tâm lý tiêu cực. Cái chính là mình phải lắng nghe sức khỏe của mình, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ những cái người trong gia đình mình. Mình có tâm lý gì nữa, hiểu cái nguy cơ của mình, nguy cơ của người làm chung với mình, nguy cơ của cái người gia đình của mình. Thì nếu mình nắm vững cái đó đó, mình thực hiện đúng như cái hướng dẫn, dần dần thì mọi việc nó mới trở thành bình thường được. Hiện nay các hoạt động được hoạt động lại đều có những đòi hỏi về điều kiện như tiêm vaccine, F0 sau khi hết bệnh. Vì thế, nếu đã ở trong các trường hợp này, người dân có thể an tâm quay trở lại công việc. Các trường hợp chưa đủ điều kiện cần bình tĩnh hợp tác để đảm bảo an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng. Vì vậy, người dân cần bình tĩnh lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng để có một tâm thế vững vàng khi sống chung với dịch.